Tự Tâm Giác Ngộ xin kính chào các anh chị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn luôn hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe. Rất vui khi được gặp lại các bạn mỗi ngày để cùng nhau chia sẻ những kiến thức chăm sóc sức khỏe hữu ích. Sức khỏe là vàng thưa các bạn, mà vàng này quý lắm, có tiền chưa chắc đã mua được. Vì thế mà ngay khi còn khỏe, hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt, một thể chất khỏe mạnh để giữ gìn vàng ấy được bền lâu nhé. Nếu chỉ với 2.000 đồng mỗi ngày có thể đổi lại một sức khỏe tuyệt vời thì các bạn có làm không ạ? Dám lắm chứ, đúng không nào? Vậy thì hãy dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn cách để có được sức khỏe dẻo dai chỉ với 2.000 đồng mỗi ngày. Mời các bạn cùng theo dõi. Chỉ từ 2.000 đồng đẩy hết độc tố trong gan ra ngoài, làm càng sớm người càng khỏe. Chỉ từ 2.000 đồng mỗi ngày với những nguyên liệu thiên nhiên, vừa rẻ tiền lại hiệu quả, giúp bạn sở hữu một sức khỏe vàng. Gan nằm ở vị trí phía trên và bên phải của bụng, và đó là nội tạng lớn nhất trong cơ thể con người. Vì thế gan có nhiệm vụ rất quan trọng. Máu phải đi qua gan để lọc sạch trước khi chuyển đi bất cứ cơ quan nào trong cơ thể của chúng ta. Vì vậy, nhiệm vụ của gan là loại bỏ các chất thừa thải, các độc tố ra ngoài cơ thể. Sử dụng triệt để các chất dinh dưỡng của thực phẩm và giúp việc trao đổi chất trong cơ thể được tốt hơn. Vì vậy, việc chúng ta có một biện pháp cụ thể nào đó sẽ giúp gan tăng cường chức năng thanh lọc độc tố là một việc sống còn quan trọng để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Dấu hiệu chứng tỏ gan của bạn đang bị nhiễm độc. 1. Vàng da. Khi gan của bạn bị nhiễm độc, các chất độc sẽ tích tụ bên trong cơ thể, sau đó phát ra bên ngoài, khiến phần da của bạn bị đổi màu. Da đổi màu là do chất bilirubin, một sắc tố trong mật, được tạo ra trong gan của bạn để giúp quá trình tiêu hóa và chúng làm cho da của bạn bị vàng đi. 2. Da nhạy cảm. Một nghiên cứu năm 2013 của Học viện Da liễu Mỹ đã phát hiện ra rối loạn về đông máu và rối loạn gan có mối liên hệ với sự nhạy cảm về da. Điều này chứng tỏ sự nhạy cảm của da có liên quan đến chức năng của gan. Theo bác sĩ Cindy O'Quinn của Học viện Da liễu Mỹ, nhận định rằng những người bị nhiễm độc gan thường sẽ có sự phát ban, nổi mụn, thay đổi kết cấu da. 3. Hàm lượng cholesterol trong máu tăng lên. Gan có chức năng xử lý cholesterol. Khi gan bị nhiễm độc, lượng cholesterol trong máu sẽ tăng lên. Trong một ấn phẩm năm 2005 của trường Y khoa Harvard cũng đã được giải thích về vai trò của gan trong việc sản xuất cholesterol và tuần hoàn máu. Do đó, khi lượng cholesterol trong máu tăng lên, bạn nên đi khám gan ngay để có phương pháp giải độc cho gan. 4. Mất cảm giác ngon miệng và mệt mỏi. Khi gan bị nhiễm độc, không có khả năng đào thải độc tố, thì nó sẽ phản ứng với cytokinin, lần lượt kích hoạt các chứng viêm trong cơ thể. Nồng độ cytokinin tăng lên sẽ khiến bạn cảm thấy chán ăn, miệng khô, mệt mỏi, v.v. 5. Chứng bụng. Đây là biểu hiện của việc ứ dịch trong ổ bụng do gan không có khả năng đào thải. Nó là sự biến chứng của bệnh xơ gan. 6. Đắng miệng. Những người bị viêm gan sẽ dẫn đến sự rối loạn của dịch mật, khiến miệng bạn bị đắng, khô, dễ đau đầu, mắt đỏ, dễ cáu gắt. 7. Nóng trong người, mụn nhọt, mẩn ngứa. Xuất hiện mụn nhọt ở khắp người, đặc biệt là mặt và vùng lưng, là dấu hiệu của người bị nhiễm độc gan. Gan bị suy giảm chức năng khiến các độc tố không thoát ra bên ngoài, làm cơ thể bị nhiễm độc, nóng trong, phát mụn nhọt. 8. Táo bón, mệt mỏi, chán ăn. Hệ tiêu hóa bị rối loạn do chức năng gan suy giảm, hạn chế dịch mật để điều tiết dinh dưỡng, các chất độc tồn đọng bên trong cơ thể mệt mỏi. Mệt mỏi và táo bón, chậm tiêu khiến bạn có cảm giác chán ăn. Do đó, bạn cần phải có biện pháp giải độc gan gấp khi có hiện tượng này. 9. Vàng da, nhợt nhạt. Đây là một dấu hiệu tiêu biểu của việc gan bị tổn thương. Lượng độc tố không thoát ra ngoài sẽ tích tụ ở da, khiến da bị đổi màu. Một số biểu hiện khác. Ngoài những biểu hiện cụ thể như trên, bạn có thể có những dấu hiệu như xuất hiện các vết bầm tím, tóc và móng khô, dễ gãy rụng. Cách giải độc gan chỉ từ 2.000 đồng mỗi ngày, làm gấp trước khi quá muộn. 1. Nước chanh. Nước chanh là một trong những bài thuốc tốt nhất để giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tính axit của chanh sẽ làm tăng hàm lượng citric trong nước tiểu và ngăn chặn sỏi thận hình thành. Do vậy, uống nước chanh vào sáng sớm là rất tốt cho sức khỏe. 2. Ăn bưởi, uống nước ép trái bưởi.
Ăn bưởi trực tiếp hay uống nước ép bưởi mỗi ngày để giúp cơ thể thải hết độc tố bên trong. Do bưởi có chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ lớn, chứa chất chống oxy hóa cao, glutathione, phân hủy kim loại nặng, hợp chất flavonoid giúp thanh lọc giải độc gan, ngăn các gốc tự do tấn công gan của bạn. 3. Sữa đậu nành. Sữa đậu không chỉ bổ dưỡng, ít calo mà còn rất hiệu quả trong việc đốt chất béo trong cơ thể. Protein, e-flavonoid, glycoside và các thành phần khác trong đậu nành kích thích việc đốt chất tế bào mỡ tích tụ trong gan trong cơ thể. Ngoài ra, đậu nành là thức uống dinh dưỡng giúp bạn bài trừ độc tố khỏi cơ thể một cách hiệu quả. 4. Ăn nghệ. Nghệ giúp làm giảm cholesterol trong máu, hạn chế mỡ máu giúp gan khỏe mạnh, chống các gốc tự do tấn công lá gan của bạn. Bạn có thể dùng nghệ ở dạng tươi nấu kèm với thịt, cá hay làm nghệ viên mật ong, nhuận tràng lại tốt cho da, làm đẹp da. 5. Ăn trái bơ, sinh tố bơ. Theo một nghiên cứu năm 2000, các nhà khoa học đã nói rằng trái bơ rất giàu glutathione, một hợp chất giúp đào thải chất độc cho gan cực tốt, bảo vệ gan dưới tác động của các gốc tự do. Đồng thời, bơ cũng là loại quả bổ sung vitamin và khoáng chất, tăng cường chức năng của gan, phân hủy chất béo, ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Thường xuyên ăn bơ, sinh tố bơ để giúp gan khỏe mạnh. Với những người bị nhiễm độc gan, ăn bơ thường xuyên sẽ giúp thải độc gan rất hiệu quả, đẩy lùi các tình trạng như đắng miệng, táo bón, nổi mụn nhọt. 6. Ăn táo, uống nước ép táo. Mỗi ngày ăn một trái táo trong chế độ ăn uống sẽ giúp bạn có lá gan khỏe mạnh. Lượng vitamin dồi dào cùng pectin và chất xơ trong táo sẽ giúp bạn loại bỏ những độc tố trong gan, đường tiêu hóa và cả hệ thống máu của bạn, loại bỏ hết các độc tố trong cơ thể. 7. Ăn quả ốc chó. Ammoniac có hại từ hệ tiêu hóa, đặc biệt là trong gan, sẽ được thanh lọc hết nhờ hàm lượng arginine chứa trong quả ốc chó. Bên cạnh đó còn giúp tăng cường sự hoạt động của gan nhờ hàm lượng omega 3 và glutathione. Do đó, những người gan bị nhiễm độc nên thường xuyên ăn quả ốc chó để có lá gan luôn khỏe mạnh. 8. Ăn củ tỏi. Đây là loại gia vị có sẵn trong bếp của mọi nhà. Vì vậy, bạn chỉ cần ăn những món ăn có chế biến từ loại gia vị này để giải độc gan. Nếu có thể ăn sống trực tiếp, hiệu quả của nó còn tốt hơn nhiều. Trong tỏi có chất allicin và selen có tác dụng làm sạch gan, đồng thời tỏi có tác dụng kích hoạt, phục hồi các enzyme trong gan và giải độc gan hiệu quả. Ngoài ra, ăn tỏi thường xuyên còn giúp bạn tăng cường hệ tim mạch, điều hòa huyết áp, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 9. Ăn củ gừng. Gừng cũng là một loại gia vị cực quý. Người ta thường kết hợp nước chanh gừng để giải độc gan và thanh lọc cơ thể hàng ngày. Mỗi ngày một cốc nước chanh và vài lát gừng sẽ giúp bạn có được sức đề kháng tốt và một lá gan khỏe mạnh. Đồng thời, bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh để thúc đẩy quá trình giải độc gan có hiệu quả hơn. 10. Ăn đu đủ. Ăn đu đủ thường xuyên có tác dụng bổ máu, chữa chứng mất ngủ, viêm dạ dày mãn tính, phục hồi chức năng gan, giúp hồi phục gan, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Đu đủ có thể ăn trực tiếp hoặc xay nhuyễn làm nước uống tùy vào sở thích. Nhưng tốt nhất là mỗi ngày nên ăn một miếng, khoảng 2-3 lạng là vừa đủ. 11. Cây cà gai leo. Trong dân gian, loại cây này được coi là cây dại, mọc ven đường. Tuy nhiên, nó lại là một thảo dược rất quý và có thể coi là thuốc tăng cường chức năng gan tự nhiên. Các lượng chất trong cây cà gai leo có tác dụng bảo vệ tế bào gan. Đối với những người thường xuyên uống bia rượu, cây cà gai leo đúng là một thang thuốc cực quý. Mọi người có thể lấy thân, lá, rễ của loại cây này, rửa sạch rồi phơi khô, sau đó nấu lấy nước, uống thay nước lọc hàng ngày. Những người say rượu chỉ cần uống một cốc khoảng 300ml là có thể giúp gan thải độc tố và nhanh tỉnh rượu. 12. Cây chó đẻ răng cưa. Theo kinh nghiệm dân gian, dùng làm thuốc, giã nát với muối, chữa mụn nhọt, đặc biệt tốt cho gan bằng cách lấy 20-40g cây tươi, xào khô sắc đặc, dùng để uống hàng ngày. 13. Hạt đậu xanh. Sẽ rất bất ngờ khi chúng ta biết rằng những chất trong hạt đậu xanh có thể lọc bỏ các chất kim loại nặng, thậm chí là một toa thuốc trong việc giải độc tức thì như ngộ độc thuốc, ngộ độc thực phẩm. Cách chế biến hạt đậu xanh cũng rất đơn giản và phong phú, có thể nấu chè, nấu xôi tùy theo sở thích của mỗi người.
14. Uống nước cà rốt. Cà rốt là một trong những thực phẩm rất tốt cho máu. Bên cạnh đó, chất carotene trong củ cà rốt có thể loại độc tố. Khi uống nước cà rốt xay, mọi người nên cho thêm vài giọt mật ong để tăng hương vị cũng như làm tăng khả năng giải độc. 15. Uống nhiều nước. Uống tối thiểu 8 cốc nước mỗi ngày. Việc uống nước là vô cùng quan trọng. Cơ thể của chúng ta cần một lượng nước nhất định để có thể bài tiết, thanh lọc. Tốt nhất là uống một cốc nước thật lớn vào mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy và uống một cốc nước vừa phải trước khi đi ngủ. Số còn lại uống đều trong ngày để đảm bảo lượng nước vừa đủ cho cơ thể. Phòng tránh nhiễm độc gan. Gan bị nhiễm độc là do chế độ ăn uống sinh hoạt của bạn không hợp lý. Để phòng ngừa sự nhiễm độc cho gan, tăng cường ăn các loại rau màu xanh đậm vì chúng rất giàu chlorophyll 2 thực vật giúp loại độc tố rất tốt. Không uống quá nhiều rượu bia. Ăn nhiều các thực phẩm tăng cường hệ miễn dịch cho gan như cà rốt, củ cải, v.v. Uống thật nhiều nước, ít nhất là 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Tránh thức khuya, làm việc quá sức. Ăn nhiều các loại trái cây họ cam quýt để ngăn chặn các gốc tự do tăng hệ miễn dịch cho gan.